chặt nào. Ok, không cần phải bản đồ luôn. Tí nữa có lực lên bản đồ sau. Vâng, lên trên tầm 5 thì cái ông Egypt này cũng kể cả lên 4 được chưa. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết thứ hai dành cho cặp đôi Chip Boy và game thủ He ở trong chiều này thôi. Tỷ số đang là 2-1 về chúng ta rồi, lợi thế rất lớn ở lại Greg lên 98. Greg Mark đối đầu với Egypt Min. Greg Mark đối đầu với Egypt Min. Chim Sẻ Nắng là người được cầm Mark C và Greg của 98. Chip Boy là người được cầm Min Wan. Và có một He được cầm Egypt trong trận đấu này. Đây là trận chung kết thứ hai của đội bạn rồi. Quả đầu 98 đâu? Rồi nó lại bế bãi quả đi đâu rồi? Ôi! Rồi là gần 7 hiệu này rồi. Đây. Bãi quả này. Rồi, quả đi quả 7 thật đấy nhưng mà nó xa và lại còn dốc rách nữa, sâu. Xe trận này được cầm Make. Căng đấy. Trai trận này hơi căng đấy. Vâng, đây bảy hiệu. Vâng, bảy hiệu đưa về đến đối thủ Chim Sẻ. Một bài đấu được cầm con Make dành cho đối thủ Chim Sẻ Đắng. Lùa hiệu về rồi, có voi. Tôi nghe thấy tiếng Hùng Crit nói cái gì thì anh em ạ. Rồi, giải quyết con hiệu này rồi. Vâng, đây là bài quả mà Chip Boy đang bú rồi. Chip Boy cầm Min Wan trong trận thiếu này. Vâng, đây là máy U98. Quả phụ, đây bầy hiệu đưa về. Thì lỗi một con hiệu. Đây bầy hiệu nữa là 98. Map đấu đang có vẻ là hơi căng với chúng ta. Rồi, này là đại đâm đầu vào sư tử rồi. Rồi, không chết dần. Nhà 98 thì đang rất là kín nhưng chỉ là con Greg thôi. Trận này thì chưa biết là chiến thuật sẽ là gì anh em ạ. Đấy, căng kiểu gì. Nhà kín bưng. Vâng, đây rồi. Ôi chết rồi, Sẻ vào Hồ Chí Minh vào đây ăn quả này thì co giò na đây em ạ. Bài 98 thì bài cũng đủ đồ thôi, quả phụ có hiêu thôi. Trong đó đây là máy Sẻ. Sẻ 25 dân. Vâng, có quả phụ đây. Bài 98 thì là khung nhưng bài Sẻ đang rất là rộng. Sẻ đối đầu với Min Wan của Chip Boy. 98 sẽ đối đầu với Egypt của He. Vâng, kích. Rồi, như vậy là 8-1 với 26 dân. Vâng, đây chưa biết nữa, BB dành cho thủ Chim Sẻ. Bài bạn bài đẹp đấy, 12% rồi. Không rộng lắm. Xong rồi có bãi quả đúng không? Mát bêu luôn. Càng ngang nhà chính trong trận thiếu này. Và khung nhà đấy thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Mark C98 cũng khung nhà G-Dex. Nhưng đội bạn lại có con Egypt. Đó mới là vấn đề của chúng ta. Và cả Minoan của Chip Boy. Nó sẽ là những con lạc đà. Chúng ta chỉ là những con ngựa chém. BRBM. Rồi, thông tin báo về Chip Boy lên sớm trận đấu này. Bài để bạn móc binh mà. Vàng 12 giờ rồi. Kích đời. Vàng 10:52. Dành cho thủ Chim Sẻ. Vàng lá váy ruộng đây rồi. Ý Mạnh Hào là lùa Hiêu không đàng hoàng rồi. Bò nhà. Và chúng kéo dần dần ăn hoàng về là vừa. Rồi đèo máy game thủ 98 cũng đang cơ cấu bãi vàng của mình. Vâng, như vậy là bài báo về được kích cuối 10 sang tận 10:30, 11:30 này. Bịp quá. Vâng, bài kích cuối 10 nhá. Sang tận 11:30 này. Vâng, cuối 10 nhưng mà nó hơi lỗi tí. Cuối 10 nhưng thiếu cho số 1 phía sau. Đây 98. 10 nhưng lại thành là 11 anh em ạ. Báo về Sẻ đang đối đầu với giò công giáp đội bạn rồi. Khề thế nhờ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Em ơi. Ôi, tí nữa thì cụ đi. Lùi lại vậy e thôi. Vậy e đi. Vâng, lại chặt gỗ lại vào nhà rồi bạn còn vậy e trong 1 y. Rồi, đấy. Các bạn thích làm gì, các bạn chơi thôi đi. Bị đi ruộng là cái đương nhiên rồi. Rồi, đập và vào thôi. Đó, những tình huống xử lý cực kỳ là tinh tế đấy, thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Thật tinh tế. Còn bên kia chỉ làm lấy gì để chém he bây giờ ở đây. Chỉ bò cứ đi ruộng như này, BI còn chưa xây xong thì bao giờ mới có Y được. Không, anh cầm tiền thôi. Rồi, như vậy là vẫn kín. Dành cho thủ Chim Sẻ. Mất một dần thôi. Để cái ruộng này thì làm sao đây? Phải có con Y ra để có thể xiên con lạc đà này của đội bạn. Và Sẻ báo về là bố ra rồi. Bố ơi, bố xiên đi hộ con cái. Cày thật. Làm bàn con lạc đà. Chưa mất nông dân này à? Nông dân này vẫn sống á. Còn một con chém massage đấy từ cái thủ Hello Chip Boy thôi. Con chém massage nhẹ nhàng. Thử cho độ mềm dẻo của Chim Sẻ đang đến đâu. Thấy cứng quá thôi, không mềm tí nào. Đây là bãi ruộng của Chip Boy, bổ tạm vài nông dân này vậy. Rồi vậy chốt 2 đầu, làm tạm 3 BA. Ôi, vẫn còn cố xây à? Đi báo về đấy, Chim Sẻ là bài Minoan này không có cửa rồi. Còn 98 lại không cửa với Egypt. Rồi lại bắt đầu tạt Egypt đánh cung. Chém này chém của Chip Boy. Egypt đội bạn mà đánh chém nữa thì lại thơm như muối mít. He cầm cung trận thiếu này. Đó, đây thằng cung A đào 500 vàng rồi, lên thằng A rồi. Đó, cung A 2 áo nhá. Cung A 2 áo sẽ giết Chip Boy đấy. Đội bạn còn lâu mới đẩy được, đây cung A còn lâu mới đẩy. Ngáo à? Và thằng này không hiểu nó ăn nhầm cái gì, Chip Boy mày ngáo à? Đây là Mark C, Chip Boy ơi. Và công phù vào nhà đánh Mark C. Ôi giời ơi, tôi thần kinh với Chip Boy mất. Cạn lời. Vâng, Chim Boy cầm Minoan đi công phù lên bài Mark C à. Ôi, không hiểu Chim Boy đầu óc để đâu nữa. Này ngáo thật rồi. Này thì ngáo, này, ngáo này. Vâng, nào thấy tiết canh với cả cái gì đấy nào à. Chắc là phải chuyển A kẹp Y thôi. Mình nghĩ là nên chuyển A kẹp Y là đẹp. Đối đầu với Egypt của thủ he. Còn Chim Boy thì vỡ rồi, nó vẫn phù được chém Mark C kìa. Con phủ trong bãi gỗ 2 con. Đâu, chém. Đó, tham lai này sẽ có 37 thì chỉ áo 1 chuyển A thôi. Rồi bơm ít đồ đây chị áo này. Thực gỗ em ơi. Rồi, tao thực gỗ chị tám rồi cho. Đấy này, thằng em lực mạnh lắm. Nhà ô dù cao lắm. To, đẹp dai luôn. Bơm thằng anh cũng nào phải đô la lít. Nó chặt gỗ vào nhà em đấy. 98 chỉ cần Chim Sẻ Đi Nắng báo thôi. Vâng, lúc nào chị đã lẩm bẩm trong mồm câu anh cứ báo đi em lo hết. Và vậy, rồi vậy, vậy, làm sao? Chim bói, mày phù được cả y này, phù được cả y này, chim bói này, chim bói này, chim bói này thì tiết canh nhiều này. Vâng, tham lai 42 đến thủ chim sẻ chim bói mới đang chơi phù trong trận thiếu này. Và bệnh thật sự luôn. Có chứ. Vâng, thông tin báo về là bài Egypt bắt đầu đẩy. Nói chung là chip boy thì yếu rồi. Thông tin báo về là he he đang dí chip boy. À dí U98. Bơm gỗ đi chip boy, đang ăn nhanh nhé. Không cần nữa, ok, tăng 2BA nữa thôi. He đang to 3 nhà cộng lại rồi. 41 dần đi he. Một bạn đang to 3 nhà cộng lại. Nhưng tuần này liệu rằng cung ai kẹp yêu sẽ có làm đến thương hiệu. Còn xiên nổ P với chip boy, chip boy là nhiều lúc bệnh thật sự rồi. Có đấy binh là chính vào đây. Khỏe lắm này, ra ruộng này ấm lắm. Đẹp thế. Bò bế ở đây thôi, 4BA. Từ nhà của cái thủ chị lên. Sẽ có một tên cung A của he he. Có lẽ là nên dàn dần cung A với Y ra mặt đấy đứng kê dần thôi. Rồi thông tin báo về rồi bạn lại đi lối giữa bản đồ. Đi lối nào thì cũng vào đây. Và bây giờ thì đành phải nhậu thôi, đội bạn dí vào tận mồm rồi. Không chơi thì nghe nó bịp quá. Không, he khỏe nguyên các bạn ạ, he tham to bằng 3 nhà cộng lại đấy anh em ơi. Không phải là một thế trận dễ của chúng ta đâu. Cùng A đấy. Và 98 sẽ tìm chỗ nào đó hồi lại và quản lại nhà chip boy, nó chạy hết rồi em ơi, không có đấy đâu. Quản nó mặt 9 rồi ấy. Và đây là máy game thủ chim sẻ thôi, ta xem sẻ thủ nhà tơ này. Với 4BA khi mà he cầm cung. Đối đầu với sẻ rồi đây, bắt đầu đến rồi, sư tử bắt đầu ngoạc mồm ra cắn nó bầm rồi. Bơm 9800 gỗ sẽ. Rồi cho 9800 gỗ. Y sẽ lên tanker. Cũng A sẽ dàn ra sau bắn he đẩy cả cung T lên đây rồi. Khô máu đấy. Này thì khô máu này. Đó báo về chip boy fit rồi. 98 hồi và có ngựa chém cơ. Tìm cách đục vào nhà he thì là thơm đấy. Y mắc C chiêng chưa? Chiêng 3 rồi. Nhưng mà cung A của Egypt năm khiến chúng ta gặp khá nhiều bất lợi. Còn tham lai sẽ là 70. Nào, Y đang đảo 3 con Y rồi. Và mình nghĩ là con này sẽ đỡ được dành cho thủ chim sẻ, vẫn có Y đẩy lên. Và phải xếp cung A sang một bên để lấy chỗ cho Y đảo. Đấy. Hè ơi. Vâng, Hè ơi. Tất cả chỉ là nằm ở vị trí Hè. Úi dồi, nó còn vẩy E kinh thế nhỉ. Mày vẩy E ai. À vâng, như vậy là cho 98200 gỗ để chị Tháo có một tên thông đi. À nhầm, xin lỗi rồi. Thông ca vào nhà he he. Lỡ mồm lại bảo thông đít này. Chết đấy. Lực he khỏe mà nó đã mất gì đâu. Nó chưa mất gì từ đầu đến giờ luôn. Sẻ đang bo bế nhà cửa mình rộng hơn. Trong đó đây máy 98 một tên New Hand kế bẩn. Đó. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Cung A còn lâu mới kéo vào trong hốc để thủ được 60 dân rồi nhá. Chip boy còn tí thôi em ơi. Quản cố chip boy cho nó hết sạch đi. Còn mấy tham nữa thôi. Đến đi bên nhà chip boy ấy. Lúc nào đấu quân đi bảo nhá. Sẻ bắt đầu đứng quân cao lên rồi. Bây giờ chỉ cần 98 nhận được thông tin là chim sẻ đang điều quân với game thủ he he. Là 3 con ca nó đấm thẳng mồm he he luôn thì ôi giời ơi. Vâng, đang đấu quân và cảm giác trong nhà nháy đỏ liên tục thì các bạn phải hiểu là nó thốn đến như thế nào đấy. Vâng, mình nghĩ là nên dí lên một tí nhỉ. Vâng, lấn dần lên thôi. Vâng, thông tin báo về là đối thủ he bơm chip boy hơn 1000 đồ. Đừng bảo với tôi là chip boy là chuyển cả cung A nữa thì nghe nó khe. Không có gì đâu, 98 vừa khoản đấy rồi. Và gần 2000 đồ của he bơm chip boy để làm gì nhỉ? Hình như là chip boy chuyển cung A của Min Wan à. Nhà chip boy cũng không có gì. Và lại lên 2 cung A nữa thì kinh quá. Cung A một ông đối thủ, một ông đi đẩy à. Tham lai đó, số là 1 lít. Đây là chim sẻ. Thì có khi sẻ phải lên 4 thật đấy. Đây rồi, đang bắn đây rồi. 98 không ca đấy. Đây rồi, nghe nó biết rồi. Dã vào đầu bên cung A này. À, đau quá. À, à. Anh lên, Hè nó có biết gì đâu. Sẻ đang đấu cân với Hè đây này anh em ơi. Ôi trời ơi. Vâng, chim voi cũng cung Nga. Tôi thần kinh hai ông này cũng bệnh thế. Một ông cung Nga liên quan, một ông cung Nga Egypt nữa. Chạm thực tinh 4 nào. Đấy, chạm thực tứ vàng đấy, tinh 4. Tinh 4 thành công, chim sẻ rồi. Đó đây, chim 8 con ca rồi. Ôi, ôi rồi chim voi, ôi rồi Hè, ôi rồi ôi. Ôi dồi ôi, Hè ơi, ôi dồi ôi, còn dã vào đầu nó cho anh. Ôi pháo ở trên đồi cao, dã vào đầu, ôi dồi ôi, mai dần dần nó đập kìa. Và những trung tổng cung Nga đi cũng được, rồi dọn bớt nhà nó đi. Và tham lai của 98 số 20 các bạn ơi, thấy rất khó chịu những công ca này của 98. Vâng, tiếp tục công ca, rồi bạn mất nhiều tay lắm. Vâng, nó cứ dã vào đầu như thế này thì nát hết cả gáo rồi. Vâng, timeline của đối thủ U98 tháng 18 sắp toàn ca ra công vào nhà He He để khiến cho đội bạn bắt tay và sẻ lên 4. Ơ, mau. Này. Ơi trời ơi, làm thêm cái bóng nữa đi đâu đấy. Ây à. Vào trong, kệ nó, đi vào trong, đi thẳng vào trong. He nó không biết gì đâu. Ôi trời ơi. Vâng, nó không biết rồi. Cầu sẻ. Vâng, chơi là tạm 3 chung 3 này vậy. Ôi trời ơi, đau quá. Aui. Vâng, đây là máy cái thủ chim sẻ đang chuẩn bị lên 4 xong rồi. Có làm tên Y Chiêng Đồng 5 không nhỉ? Vâng, Y đẹp đã có. Vâng, lên chiêng. Vâng, cái chiêng 4 lên vòng ngọc. Chúng mày chết. Vâng, thông tin báo về chim boy âm 4.000 đồ. Không sợ, đội bạn đang sóc quân thôi. Vâng, thông tin báo về đến từ dây bia đây, còn lên lửa lên bắn chặn cây gì. Đang ra Y đẹp đây. Lên Y chiêng đi. Vâng, timeline đang ở số là 88/124. Vâng, Egypt nó bơm đổ cho chip boy bằng dây bia, bảo Egypt kích 4 tôi cạn lời. Và một pha vẩy E để bắt quân của anh thủ Hello Chip Boy. Vâng, dồn lên thôi. Không có lửa bắn chặn gì ở đây cả. Chiêng Đồng 5 không nói nhiều. Vâng, chiêng Đồng 5 không cần lửa, không cần bắn chặn gì hết. Hãy quên bỏ những cái đấy đi. Vâng, người hãy quên em đi, lấy cái lửa thôi. Y đẹp đã có. Vâng, vào xiên đi em ơi. Vâng, mới chỉ chiêng 4 thôi, chưa lên chiêng 5 anh em à. Anh em chờ đấy, chúng mày chết. Vâng, quả này tao xiên chết cho mày. Chơi đó. Vâng, tham lại 84 lên chim sẻ. Vâng, các bạn thấy Y Maxe nó quá chỉ ạ. Vâng, đây là Y Maxe trong tay chim sẻ Đắng. Một cái thương hiệu sẻ. Vâng, Y Maxe nó quá chỉ. Vâng, chiêng Đồng 5 lên xong chưa? Vâng, chiêng Đồng 5 chưa? 98 vẫn đang chửi với gì kìa. Vâng, 98 đang phá hết nhà đội bạn rồi. Ôi hỏi ơi He ơi. Vâng, thằng 98 nó cầu nổ hết nhà rồi kìa He ơi. Nổ hết nhà rồi He ơi, làm gì đi em. Vâng, đây là máy game thủ chim sẻ Imakia chiêng Đồng 5 nha các bạn. Vâng, trận này thì chắc chắn là highlight rồi. Lên nốt cái bắn chặn nào. Ok, không cần phải bản đồ luôn. Tí nữa có lực lên bản đồ sau. Vâng, lên chiêng Đồng 5 thì cái ông Egypt này có kể cả lên 4 được chưa? Chấp luôn cả Egypt lên 4. Tôi chỉ sợ con Minwan lên 4 đánh Balista thôi. Chứ còn riêng Egypt không bao giờ xoắn. Minwan lên 4 đánh Balista thần thì chúng ta thua. Nhưng mà lực ở đâu để cho đội bạn bơm cho Chip Boy lên 4 đánh Balista bây giờ? Timeline chim sẻ là 86/128. Ôi trời ơi He ơi. Vâng, khổ lắm rồi. Vâng, Y chiêng Đồng 5 nó đâm thẳng vào mồm thế này thì khoai quá. Vâng, hay làm quả tí nữa làm quả Y thần nữa thì ôi trời ơi. Vâng, như vậy là 3-1 trong xe đấu này dành cho chim sẻ Đắng và game thủ 98. 4-0 về C, 12-2 về trận, thắng 10 trận liền. Ôi trời ơi. Vâng, tôi thần kinh mất các bạn ạ. Đội bạn còn chơi quả 2 cung Nga nữa. Cạn lời đấy. Tôi cạn lời.